Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, nhiều người trong gia đình ấy, khi có con cháu sinh nở vào thì thường ăn mừng, và hôm nay sinh được cháu đích tôn là ăn mừng khao cả xóm, cả họ, cả làng, giết lợn, giết gà để ăn mừng. Thế rồi đầy tháng thôi nôi cũng thế, thế rồi sinh nhật nhau cũng thế, mừng thọ nhau cũng thế. Cứ những cái ngày vui ấy, thì mình sát sinh để liên hoan. Thế chúng ta thấy cái ngày vui ấy mình vui, nhưng mà bao nhiêu con vật ấy, nó đau khổ, nó oán than, oán trời, oán đất, nó oán cái ông chủ nhân này, nghèo, nó rất đau đớn. Thì cái vui ấy nó cũng không chọn vui, và những cái ân oán ấy, oán kết ấy, nó kết lại thành cái nghiệp ác. Một đời chúng ta làm những cái nghiệp ác ấy, đến khi quả nó trổ thì rất là đau khổ. Cho nên Phật dạy khi sinh khi nở chúng ta phải nên tu phúc, nên làm việc phúc. Những ngày ấy chúng ta nên phóng sinh, nên bố thí cúng dường, nên cùng nhau đọc tụng kinh Phật, hoặc thỉnh giảng sư, pháp sư về nhà giảng kinh cho mình nghe. Cả nhà cùng nhau tu tập những ngày ấy thì chắc chắn người mẹ sinh con cũng được tốt, và đứa con cũng được tốt, tương lai của nó được tốt. Đấy, chúng ta thực tập bây giờ làm như vậy xem sao. Thầy tin rằng đã nhiều gia đình, nhiều Phật tử đã thực hiện cái điều này. Cho đến khi mà cưới con cũng thế, bây giờ cũng nhiều gia đình là rất dũng cảm, là tổ chức tiệc chay. Thì còn có những gia đình chưa làm được thì đã làm tiệc chay riêng một ngày, rồi thôi làm tiệc mặn một ngày, nghe không? Nhưng mà cũng không có sát sinh ở tại nhà, thôi thì ra ngoài nhà hàng thì nó cũng đã tránh bớt đi, nghe không? Để cho con mình khi nó xây dựng gia đình, cái ngày bắt đầu chúng nó có những cái sự bình an. Đấy là những cái chúng ta học được từ giáo lý của Phật, cái điều này rất là quý. Đó. Thế rồi các cháu khi xây dựng gia đình, thì trước khi xây dựng gia đình làm lễ cưới thì có cho các cháu lên chùa thỉnh các thầy làm lễ chúc phúc, lễ hằng thuận để chư tăng giáo giới chúc phúc cho các cháu được những cái phúc duyên lành. Thì Phật tử chùa mình đã làm cái này thường xuyên rồi đó, và cũng là một trong những ngôi chùa đầu tiên ở miền Bắc này làm cái nghi lễ hằng thuận, lễ chúc phúc. Đó. Bây giờ thì rất nhiều chùa cũng học theo chùa mình, họ cũng làm. Thì Phật dạy lúc chết cũng phải nên tu phúc. Lúc cưới hỏi phải tu phúc, lúc sinh nở phải tu phúc, mà lúc chết cũng phải tu phúc. Chúng ta vào văn kinh xem Phật dạy thế nào. Đây là lời của ông quỷ vương chủ mạng. Chúng ta trong cái phần trước đã nghe về cái tên của ông quỷ vương này. Ông này chủ mạng, tức là ông ghi sổ sách đấy. Thọ mạng của mỗi người như thế nào là ông này đấy. Chúng ta xem Tây Du Ký thì ở dưới địa ngục á, dưới Diêm Vương á, có một cái ông giữ cái sổ tuổi thọ của từng người. Thế đây đấy là cái ông quỷ vương này này, ông chủ về mạng sống. Thầy nói lại về cái ông quỷ vương này để cho đại chúng nhớ lại. Trong cái phần trước là đã đến cái phần của ông này. Quỷ vương này ông bạch Phật thế này: Bạch Đức Thế Tôn ấy, bổn nghiệp duyên của con, bổn nghiệp duyên tức là cái nghiệp căn bản của ông ấy là cai quản về tuổi thọ của người trong cái cõi Diêm Phù Đề này. Ông cai quản, quản lý. Khi sinh, khi tử, con đều coi biết đó. Cứ theo nơi bổn nguyện của con ấy, thì có lợi ích rất lớn cho mọi người. Nhưng tại vì chúng sinh không hiểu ý của con, nên đến đỗi khi sinh khi tử đều không được an ổn. Đấy, tại làm sao thế? Khi sinh nở thì mình sát sinh thật nhiều, làm những việc ác. Và khi chết thì cũng làm nhiều việc ác. Cho nên trái với cái bổn nguyện của ông ấy, cái bổn nguyện ông tuy ông là coi về mạng số, thọ mạng của mỗi người. Thế nhưng mà bổn nguyện ông là sao? Mọi người phải biết chăm tu thiện và chăm tích phúc thì chắc chắn là mình sẽ sống được đầy đủ cái thọ mạng, được tốt lành, được lâu dài. Nghe không? Thế nhưng mà mình cứ làm trái
Làm trái thì tự nhiên là không tốt. Cái không tốt nó sẽ đến với chúng ta. Đấy, cái ông chủ mạng quỷ vương này này. Nhá, đại chúng nhớ đấy. Ông chủ mạng quỷ vương này. Ông chịu quản lý về cái tuổi thọ của người trong cõi Diêm Phù Đề. Trước ông đã răn về cái việc khi sinh nở rồi, bây giờ ông răn về cái việc lúc chết phải tu phước mới đúng cái bổn nguyện của ông ấy. Ông mới bạch thế này: lại nữa, người trong Diêm Phù Đề đến lúc mạng chung, không luận là người lành hay kẻ dữ, con cũng đều muốn cho họ không bị đọa lạc vào chốn ác đạo. Cái ông quỷ vương, chủ mạng quỷ vương này, ông nói với Phật rằng, bạch Phật ấy, là cái người trong cõi Diêm Phù Đề đến lúc mạng chung, không luận là người lành hay kẻ ác, kẻ dữ, con cũng đều muốn cho họ không bị đọa vào chốn ác đạo. Thì chúng ta thấy ông quỷ vương này, ông tốt không? Là quỷ nhưng mà rất tốt. Nghe không? Thì chúng ta biết ông này quỷ nhưng mà không phải quỷ. Nghe không? Đến đoạn cuối chúng ta sẽ biết cái gốc tích của ông ấy. Ông đều không muốn, dù là người lành, người ác, ông cũng đều không muốn ai bị đọa cả. Tại sao ông lại có cái tình thương kỳ vậy? Người ác thì phải cho nó đọa chứ hả? Đúng không? Như tâm của chúng ta là người ác, phải cho nó đọa, cho nó biết tay, cho nó bỏ ghét. Đúng không? Nhưng mà ông quỷ vương này, ông bảo người lành hay là người ác, người dữ, người hiền hay người ác, ông đều không muốn, thực tâm là không muốn. Thì chúng ta thấy cái tâm của ông có đúng khác chúng ta không? Chúng ta thì muốn là thôi, người lành thì không đọa được rồi, nhưng người ác phải cho nó đọa, cho nó biết tay chứ. Đúng không? Đấy, cho mình hả giận, đấy, cho mình thoải mái. Cái tâm của chúng ta thường thế. Đấy, tâm chúng ta thường thế. Nhưng tâm của cái vị quỷ vương này thì khác chúng ta. Dù người lành hay người ác, thật lòng là ông không muốn ai bị đọa, không muốn ai bị đọa cả. Nghe không? Không muốn, thì đấy phải là tâm của vị Bồ Tát đấy, chứ không phải tâm thường đâu. Cũng giống như mình ấy, có mấy đứa con, mình chẳng muốn đứa con nào nó bị đau khổ cả. Dù nó có hư, tất nhiên mình cũng không muốn nó đau khổ. Nó hư thì mình muốn nó cải đổi, muốn nó tu chỉnh, nghe không? Chứ mình không muốn nó bị, mong nó bị tai nạn, nó bị sứt đầu mẻ chán, nó bị những cái tai ương, không muốn nó thế. Mình muốn là mình muốn gì? Nó hư, mình mong cho con mình nó biết quay đầu, sửa tâm, sửa tính, biết tu hành, tu dưỡng. Đấy là cái mình muốn. Chứ không phải con tôi hư, tôi muốn cho nó bị tai nạn, cho nó bỏ ghét, không phải thế. Không mẹ nào, không cha nào mong muốn con mình thế cả. Nghe không? Con mình, khúc ruột của mình, nó bị tai nạn là cũng như mình đứt ruột, cũng như mình vào thân thể mình vậy. Đấy, tâm cái vị Bồ Tát là như vậy. Thấy tất cả chúng sinh như người con của mình, như ruột thịt của mình. Cho nên thật là họ không muốn người lành, người dữ, không muốn ai đọa lạc. Một khi đọa lạc vào chốn u đồ ác đạo rồi thì sự khổ nó vô cùng. Vào đấy là khổ vô cùng. Nghe không? Đã rớt vào đấy rồi là cái khổ nó vô cùng, khổ lắm. Huống gì là người lúc sinh tiền biết tu tạo cội phước lành, giúp thêm oai lực cho con. Quỷ vương này nói rằng, người lành hay người ác con đều không muốn cho họ bị đọa khi họ lâm chung. Huống nữa là cái người lúc sống, sinh tiền, tức là khi còn sống, họ lại biết tu tạo cội phúc lành, giúp thêm oai lực cho con. Quỷ vương này nói rằng, nếu người ở trên đời này mà ai biết tu tạo phước lành thì là người ấy giúp thêm oai lực cho vị quỷ vương này. Đấy, các bạn thấy không? Nếu mà chúng ta có tu, một người tu thì vị quỷ vương này được thêm một phần oai lực. Đã. Hay giống như trên chúng chư thiên ở trên cõi trời cũng thế. Ở dưới này có một người tu thiện thì là chúng chư thiên trên trời mạnh lên, dân chúng ở đấy đông lên. Đấy, ở trong cái thế gian, trong cái vũ trụ của mình nó có hai cái thế lực của ác và thế lực của cái thiện. Một người tu thiện thì cái lực của cái thiện nó mạnh lên. Những người có tâm thiện, người ấy sẽ được thêm lực. Nghe không? Đã, cái từ trường nó như vậy đấy. Thế một người ác thì cái thế lực của ác nó mạnh lên. Đấy. Thế nhiều người xấu ác thì thế lực của cái ác nó sẽ thắng. Thế lực cái ác sẽ thắng. Có phải không? Bây giờ cả một cái đất nước mà toàn người ác là người ác thì lúc ấy người ác sẽ được làm vua, người ác sẽ được xưng tôn.
ai ác nhất sẽ được làm thủ lĩnh, à, ác nhất. Nó lại tôn xưng cái người ác nhất khi cái thế lực của ác nó thế đấy. Và thưa đại chúng, cái thế giới chúng ta đến cái kỳ kiếp giảm cuối cùng thì cái người ác sẽ được tôn xưng đấy. Lúc ấy người thiện là ẩn mất, phải lẩn tránh vì không có thế lực. Không phải lúc nào cái thiện cũng có thế lực đâu. Có những cái thời kỳ mà cái ác có thế lực rất là mạnh, không ai có thể cưỡng lại được. Đấy, lúc ấy cái ác lại được tôn xưng, cái ác lại được làm chủ thủ lĩnh. Đà, người ta hùa theo cái ác. Đấy, chúng ta thưa đại chúng như vậy nên không phải dễ đâu. Đến cái thời kỳ kiếp giảm, thời kỳ cuối mạt pháp của chúng ta đấy, của kỳ mạt pháp chúng ta, cái ác nó sẽ như vậy đấy. Lúc ấy xã hội rất là khổ, người người rất là khổ. Như vậy cái ác có thống trị là người rất khổ, mà mình phải làm ác, mà khi làm ác thì cái quả khổ nó trổ ra, nó đến. Vậy đó. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên ở đây ông Quỷ Vương này ông nói là cái người khi sống mà biết làm việc thiện, tu tạo cội phúc đó, thì người ấy sẽ giúp thêm oai lực cho con, thì con phải cảm ơn người ta quá đi. Con càng mong cho người ta được sinh lên cõi lành, chứ làm sao con muốn người ta đọa. Cái người ác con còn không muốn người ta đọa, huống hồ lưỡng người biết tu thiện, biết tu phúc. Như vậy cái ông Quỷ Vương, ông coi về tuổi đây này, ông giữ tuổi thọ của mình đây này nhé, đại chúng nhé, để làm cho ông thật hoan hỉ vui lòng vào, nghe không? Và bằng cách là tu thiện, nghe? Tu thiện, nghe không? Bắt đầu tu tập, bắt đầu hướng về quy y Tam Bảo, tu tập lời Phật dạy, thì ông này ông được thêm oai lực và ông sẽ gia hộ cho mình. Bạch Thế Tôn, trong cõi Diêm Phù Đề, những người làm lành đến lúc mạng chung cũng còn có cả 100.000 quỷ thần ác đạo, hoặc biến ra hình của cha của mẹ, nhân đến hóa làm người thân quyến, dắt dẫn thần hồn người chết ấy làm cho đọa lạc vào chốn ác đạo. Huống chi là những kẻ lúc sinh tiền đã sẵn tạo nghiệp ác. Ông chủ mạng Quỷ Vương, ông bạch với thế này, với Phật và hội chúng thế này. Bạch Thế Tôn, trong cái cõi Diêm Phù Đề này này, cái cõi chúng ta đang sống này, những người làm lành mà đến lúc mạng chung cũng còn có cả 100.000 quỷ thần ác đạo, hoặc biến ra hình của cha của mẹ, nhân đến hóa làm người thân để dẫn dắt thần hồn người chết cho đọa vào chốn ác đạo. Huống chi cái người lúc sống lại sẵn tạo nghiệp ác rồi. Ở đây ông chia ra hai cái loại, người lành và người ác, người hiền và người dữ. Ông nói rằng cái người hiền đức ở trên đời này, những người trên đời này sống biết làm lành, tu thiện đấy, mà đến khi lâm chung, đến khi mạng chung còn có 100.000 quỷ thần ở cái cõi ác, ở ba cõi đường ác này, nó biến hiện ra làm hình cha, hình mẹ, hình người thân, nó dẫn dắt cái thần hồn của mình cho đọa vào ác đạo. Đấy, cho nên tại sao đại chúng thấy người thân nhà mình trước khi chết ấy, thường hay nằm mơ thấy ông bà, thấy cha mẹ, thấy anh em, cô dì chú bác về rủ tao đi. Đấy, thấy đi đồ đám nhiều, thầy nghe nhiều người kể đấy. Nằm mơ thấy là người thân này, thấy bố này, thấy mẹ này. Ở đây đúng là nói là nó biến ra thành cha, thành mẹ. Cha mẹ với mình là thân thiết nhất rồi, hoặc vợ, hoặc chồng, hoặc người thân, nghe nó biến ra, nó rủ đi. Đấy, đấy thưa đại chúng, chúng ta thấy không? Đây y như trong Kinh Địa Tạng dạy. Đây là cái người làm lành đấy, người ở trên đời sống làm lành, làm thiện mà còn bị quỷ thần ở ba đường ác nó biến hiện ra, nó dẫn dắt thần hồn mình đi vào sa đọa và trốn ác đạo, tức là đọa vào súc sinh, vào ngạ quỷ, xuống địa ngục. Đây chúng ta thấy sợ không? Đấy là người có làm lành đấy, ở trên đời có làm lành đấy, mà còn bị như vậy. Ông chủ mạng Quỷ Vương, ông thấy rất rõ. Ông này thì ông biết hết. Ông thấy rất rõ. Đừng nói là đấy là người làm lành còn bị 100.000 cái loại quỷ như thế nó đến. Huống hồ cái người sống trên đời lại không hề làm lành một tí nào, toàn tạo ác nghiệp, thì chắc chắn là không phải 100.000 mà muôn vạn những cái loại ác quỷ nó sẽ đến. Nó lôi thần hồn đi. Đấy. Cho nên chúng ta trước cái ngày lâm chung, bao nhiêu hiện tượng nó biến hiện ra,
mơ thấy cái nọ, mộng thấy cái kia, mà không có chính niệm đều là ác hết cả đấy, đều là cái nguy hiểm. Nhá, đại chúng nhớ nhé, nó biến hiện ra, ma quỷ nó biến hiện ra, nghe không? Cho nên ấy, tại sao trong khi chúng ta tu tập chúng ta phải nói đến lúc lâm chung là chính niệm hiện tiền, nghe không? Chính niệm không điên đảo, tâm không điên đảo, chính niệm vãng sinh. Chứ lúc ấy tâm điên đảo, không sáng suốt, nó biến hiện ra nhiều thứ. Cho nên có những cái cảnh mà những người đến lúc lâm chung rồi là người nhà đứng bên cạnh, mắt thì mở nói mà không nhìn thấy ai, không biết gì. Đấy, cái nghiệp chướng nó ngăn che, rất là nguy hiểm. Cái cận tử nghiệp là cái nghiệp lúc chết, lúc bắt sắp sửa, cắt đứt mạng sống của kiếp này để chuyển sang kiếp sau. Cái lúc ấy là cái nghiệp cận tử nó đến, cận tức là sát với lúc chết nó đến. Nghiệp ấy nó đến, ấy, nó biến hiện rất nhiều cái cảnh giới. Và cái người thần hồn người chết hay là cái tâm hồn, cái hồn người chết lúc ấy không sáng suốt được, không biết được. Lúc ấy là mê đi do nghiệp nó che. Thì chúng ta nghe ông chủ mạng quỷ vương này, ông ấy nói đấy nhá, người lành đến khi lâm chung còn bị như vậy, thì chúng ta thử xem, huống hồ là cái người này khi sống sẵn tạo ác nghiệp thì biết bao nhiêu những cái chướng ngại. Bạch Đức Thế Tôn, những kẻ nam tử, nữ nhân ở cõi Diêm Phù Đề này, lúc lâm chung thì thần thức hôn mê, không biện được lẽ lành, điều dữ, cho đến mắt cùng tai còn không thấy nghe gì hết. Ông nói rất rõ. Bạch Đức Thế Tôn, những kẻ nam tử nữ nhân ở cõi Diêm Phù Đề này, tức là chúng ta đây này, lúc lâm chung thì thần thức hôn mê. Đến lúc lâm chung là thần thức hôn mê. Có những người có thể trước khi chết rất tỉnh táo, nhưng bắt đầu vào cái giây phút gọi là chết ấy, bắt đầu là mê. Mê mà không biết gì nữa. À, có thể trước khi chết, những bệnh nhân ung thư chẳng hạn, trước khi chết họ rất tỉnh, nhưng mà đến bắt đầu vào giai đoạn gọi là chết đấy, thì bắt đầu là mê, là không biết gì. Đấy, chứ không phải ngay trước khi chết tỉnh táo, cái gì cũng biết, đã phải là hay đâu. Cho nên ở đây Thầy nói là mình phải chuẩn bị, dự trữ cho mình một cái kho thiện nghiệp thật là đầy đủ, thì đến lúc ra đi mới có thể an toàn được. Chứ còn bảo là đến lúc chết cứ tỉnh táo, chưa hẳn nha. Tỉnh táo, chuyện gì cũng biết hết, nhưng mà bắt đầu thật sự vào giai đoạn gọi là giai đoạn chết. Có thể chia cái chết ra vào cái lúc giai đoạn, cái lúc mà hết tỉnh táo nhắm mắt vào rồi, wow, bắt đầu đừ ra đấy, lúc ấy là vào giai đoạn chết đấy. Lúc ấy là hôn mê, hôn mê. Cho nên đây Ngài nói lúc ấy là thần thức hôn mê, không biện được lẽ lành, điều dữ. Lúc ấy là không biết lành dữ thế nào đâu. Nó rủ đi đâu là theo đấy, nó dắt đi đâu là theo đấy. Có khi lúc ấy, nếu mà ở trên đời, lúc ấy mà mình, mấy chú thanh thiếu niên mà thích thả diều thì tự nhiên hiện ra một cái diều rất là đẹp, thế là bám theo cái diều đi, thế nó thổi bay, thế là nó đưa vào trong bụng một con súc vật nào đấy. Nghe không? Tất cả những cái gì của mình lúc ấy mà thích, nó sẽ hiện ra. Nghe không? Lúc ấy mà mình thích ăn lòng lợn tiết canh chẳng hạn, nó hiện ra đĩa lòng lợn tiết canh là nhào vào là ăn, nó thèm lắm. Ở đây Thầy nói cái chuyện này là cái nghiệp đấy. Có những người ấy, tu hành một đời, nhưng đến cuối cùng, đến lúc lâm chung lại sinh ra những cái chuyện rất là lạ, thèm khát một đĩa lòng lợn, ví dụ thế. Đấy, lúc ấy thèm vô cùng là thèm luôn, không thể kiềm chế được. Đấy, đấy thì là thế nào? Cái nghiệp nó như vậy đấy. Thế lúc ấy mà nó hiện ra một đĩa lòng lợn, thế là theo cái đĩa, thế là vào khi là chui vào bụng lợn đấy. À, nó rất là cái nguy hiểm. Đấy, cho nên ở đây á, thì ông chủ mạng quỷ vương nói sao? Lúc ấy thần thức hôn mê, không còn biện được đâu là lành, đâu là dữ nữa, theo nghiệp mà đi. Đấy, mà ma quỷ nó sẽ rất là khéo, ma quỷ nó đến theo nghiệp của mình, nó theo nghiệp của mình, nó chiêu cảm nó đến, đến là nó dẫn mình là đi luôn. Cho đến mắt cùng tai cũng không còn thấy nghe gì hết. Đúng rồi, lúc ấy là mắt không thấy gì, tai không nghe gì. Có nhiều người á, lúc chết rồi, chết ấy, bắt đầu vào giai đoạn chết, mắt thì mở nhưng mà không thấy, tai thì cũng không ai bịt cả nhưng cũng không nghe tiếng gì, thì chúng ta thấy sợ không? Ở đây thì đại chúng ở đây chưa có ai tiếp cận với cái chết mấy, phải không? Hay còn sống này là chưa biết chết thế nào, nhưng mà đến lúc ấy cho nhìn những cái người thân nhà mình là mình biết đấy.
mờ mịt hết đấy, mờ mịt hết. Không tu tập, không có một cái định lực thì lúc ấy mờ mịt hết. Và theo nghiệp, ma quỷ nó dẫn mình đi. Nó có khó vậy đấy. Cho nên chúng ta thấy cái lúc lâm chung nó rất là khó, rất là khó khăn cho một chúng sinh. Để vượt qua được cái chỗ này, đến được cái chỗ an lành là vô cùng khó. Cái chỗ này mới là cái chỗ mà nghiệp nó phân loại, nó đưa đẩy chúng ta đi. Tổ Quy Sơn dạy gọi là lúc ấy là nặng chỗ nào xa vào chỗ đấy. Nghiệp nào nặng nó kéo mình đi trước. Mình nợ ai nó lôi mình cái đi trước. Trọng giả tiên khiên, tức là chỗ nào nặng nó lôi mình đi trước. Nó trói mình đi trước hết để trả nợ. Hàng thân quyến của người lâm chung đó nên phải sắm sửa làm sự cúng dường lớn, tụng đọc tôn kinh, niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát, tu tạo nhân duyên phúc lành như thế, có thể làm cho người chết thoát khỏi chốn ác đạo. Các thứ ma quỷ, ác thần kia thảy đều phải lui tan hết cả. Ông Quỷ Vương ông bày cho chúng ta cái cách làm thế nào bây giờ cái người lâm chung ấy thì họ chẳng tự giúp họ được rồi. Họ đơn thương độc mã, lúc ấy một mình ra đi, không ai đi cùng được, có nằm bên cạnh mà chết cùng cũng không đi cùng nhau đâu. Cái nghiệp nó không cho đi cùng. Có nhiều người vợ thương chồng lắm, thấy chồng nằm đấy cũng muốn chết theo, mà có nằm ra đấy chết đi theo đi chăng nữa thì cũng không theo nhau được. Nghiệp của anh thì anh đi theo anh, mà nghiệp của nàng thì nàng đi của nàng, không đi theo cùng nhau được. Và xác nằm cạnh nhau đi chăng nữa, có nhiều người yêu thương nhau lắm, muốn chết cùng nhau, muốn nằm cạnh nhau để mồ mả cạnh nhau, nhưng mà tưởng nằm cạnh nhau mà có đi theo nhau đâu. Hồn ai đi theo ngã nấy, không đi theo nhau bao giờ cả. Đấy, mỗi người mỗi nghiệp, nó dắt đi mỗi nơi khác nhau. Thế thì ở đây, ông chủ mạng Quý Vương nói sao? Để giúp cho cái người lúc lâm chung ấy, và đại chúng nghe cái phần này cho thật kỹ, để sau này cần nữa thì ghi vào di chúc cho con, cho cháu, để nó lo cái hậu sự cho mình, cái sự sau này của mình đấy, nghe không? Nhất là các cụ lớn tuổi đây này, các Phật tử lớn tuổi ghi sẵn vào. Thì bây giờ ông nghe cái ông chủ mạng Quỷ Vương, ông bày cho mình cái cách này này để giúp trợ duyên cho mình đây này. Lúc ấy làm sao đây? Lúc ấy thì hàng thân quyến của người lâm chung hãy nên phải sắm sửa làm sự cúng dường lớn nha. Tức là đại sự cúng dường đấy. Cúng dường lớn đây, cái chữ lớn này nó còn có nghĩa là với tất cả lòng thành của mình, dốc tâm thành của mình. Đấy cũng là lớn. Có những nhà nghèo thì họ không thể nào nhiều như được những cái nhà giàu có, nhưng mà họ dốc cả tâm thành, nghe không? Để cúng dường, đấy cũng là cúng dường lớn. Nghe không? Đại chúng nhớ cái câu chuyện về cúng dường lớn đấy. Cái lớn này không phải chỉ ở của cải vật chất, mà ở cả cái tâm thành. Ví dụ mẹ mình lâm chung, các con nhà nghèo dốc hết ra tài sản có, vào 50 bò gạo, phải không? Rồi là vài vóc trong nhà có gì mang hết ra phát tâm cúng dường trai tăng, bố thí, tác phước, nghe không? Đấy là cúng dường lớn. Mình nghèo, mình dốc hết tâm rồi, đấy là lớn đấy. Đấy, cái chỗ này ngài ở đây trong kinh nói là sự cúng dường lớn, tức là phải rất trí thành. Nhà người ta có 100 tỷ, người ta cúng 1 tỷ chưa phải lớn, phải không? Nhà mình có 100.000 mà mình cúng đến 90.000 là lớn rồi đấy. Có kẻ cúng hết cả 100.000, thầy nói vui. Dốc hết từ ngày mai nhìn đói cũng không sao. Cúng dường lớn như cái bà già ăn mày đấy. Bà đi xin được 2 đồng tiền để mua dầu đó. Bà về bảo thôi, cả đời con nghèo khổ vì kiếp trước là con keo kiệt bùn xỉn, không biết bố thí cúng dường cho ai. Hôm nay thả con chết cũng được, con nhìn đói ngày hôm nay. Mang hết 2 đồng ấy, đi mua dầu, đi xin được 2 đồng. Mang hết 2 đồng đi mua dầu dâng lên cúng Phật. Mà cái đèn bà đổ dầu ấy vào để đốt ấy, nó cháy suốt đêm không tắt. Khi gió lớn thổi đến mà tất cả các ngọn đèn tắt hết, mà riêng ngọn đèn bà không tắt. Thì ngài Mục Kiều Liên đến bạch Phật và bạch Thế Tôn, tại sao lại có ngọn đèn này ấy, nó gió như thế mà không tắt? Phật bảo dù ông dùng cả thần lực của ông bao nhiêu cộng vào cũng không thể thổi tắt được ngọn đèn này. Vì đây là do đây là một sự cúng dường lớn do một bà lão ăn mày, bà dốc tâm thành mà cúng dường cho ta. Cho nên
ngọn này hết dầu nó mới tắt, chứ còn không thể nào mà tự nó tắt như thế, gió nào cũng không thổi tắt được. Đấy là sự cúng dường lớn đấy, đại chúng thấy không? Đấy, ở đây Phật tử nào đã cúng dường lớn như bà lão ấy chưa? Dốc tâm thành, nghe chưa? Đấy là dốc tâm thành đấy, chứ không đây thì không nói về số lượng, nghe không? Nhà Phật mình là thế, không đặt về số lượng, sự cúng dường lớn, tâm chân thành, lấy công đức tu hành của mình làm sự cúng dường lớn, đấy là lớn đấy. Thế rồi sao nữa? Ngài dạy làm sự cúng dường lớn và tụng đọc tôn kinh. Đọc kinh gì? Tôn kinh tức là kinh những kinh của Phật. Tôn kinh là kinh lời Phật dạy, như kinh Địa Tạng này này, các cái kinh đại thừa như kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cương đấy, tụng tôn kinh của Phật, niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát, nghe không? Cả nhà dốc tâm, người thân quyến dốc tâm vào, ngồi chí thiết chí thành niệm danh hiệu của Phật Bồ Tát, tu tạo nhân duyên phúc lành như thế có thể làm cho người chết thoát khỏi chốn ác đạo. Các thứ ma quỷ ác thần kia thảy đều phải lui tán hết cả. Đấy, khi ấy trăm ngàn vạn các chúng ma quỷ ác thần nó bu đến. Nó đến thứ nhất là nó dẫn dắt thần hồn đi. Nó vui thích lắm, cái thế giới của ma quỷ nó rất thích có thêm được bạn bè. Đại chúng thấy không? Cái thế giới ma quỷ nó thích đồng bạn, đồng bè lắm. Đấy, ma chè, ma rượu nó cũng thế, nó thích lắm. Đấy, bạn rượu thế nó rủ được ai, hay bạn ma túy giờ nó rủ được nào, thích lắm. Có thêm đứa vào giống nó rất vui. Thấy không? Ma quỷ nó thích thế lắm. Thế thường còn người có trí tuệ thì cũng không thích đông bạn, đông bè nhiều đâu. Nghe không? Ngồi mình tĩnh tâm, mình xem kinh, xem sách, không thích bầu bạn nhiều, nó bộn rộn. Nhưng mà ma quỷ nó chỉ thích thế thôi, ồn ào. Đông bạn, đông bè nó càng thích, cho nên nó thấy một người chết đúng mà nó xúm được vào, nó lôi đi theo nó là nó thích lắm. Thứ nữa là cái nghiệp của nó. Bao giờ ma nó cũng muốn cái thế lực nó thật mạnh lên. Đấy, ma vương thế, ma vương nó nhiếp trì các cái con, ma cháu của nó. Nhiếp con ma cháu để nó để thu thạp được nhiều quân, nhiều đồ đệ vào, để cho thế lực nó mạnh. Mà nó mạnh, nó thứ nhất là nó đánh nhau với trời. Ma vương, Atula vương nó lên đánh nhau với trời. Còn nữa nó sẽ lên nó cãi nhau cả với các chư vị Bồ Tát nữa chứ không phải không? Chúng ta xem rồi. Nó đấu pháp luôn các ngài chứ không phải chuyện chơi đâu. Đấy, thế lực nó thích như vậy. Nhưng mà chúng ta vậy thì bảo thế ma vương nó như thế rồi thì làm sao đây? Đương nhiên khi nó hết phước, nó sẽ bị đọa lạc, nó cũng bị đọa. Đến lúc nó đang có phước ấy, thì nó không sợ ai cả đâu. Nha. Thưa đại chúng, trong nhân loại chúng ta đây cũng thế, có những người như ma, nhưng nó có phước đấy, rất ghê gớm. Lúc vì cái phước nó còn đang hưởng, ác nó ác thì ra ác như ma, ác như quỷ, như dạ xoa, nhưng mà còn có phước thì nó còn đang tồn tại. Đến khi nó hết phước thì nó cũng sẽ bị đọa. Đấy nhá, trong cõi người mà có người là ma, chứ không phải là không đâu. Trong cõi người chúng ta đấy cũng có rất nhiều hạng. Có người như Phật, Bồ Tát, có người là ma, là quỷ, là súc sinh. Đấy, có những người tướng là người nhưng mà tâm địa là súc sinh, như con thú, như con súc vật vậy. Đấy là trong một cõi mà rất nhiều loài ở trong cái cõi này, cõi người này. Ở đây Ngài Chủ Mạng Quỷ Vương nói rằng chúng ma quỷ nó đến, nó thâu dắt thần hồn của người thân nhà chúng ta rất đông đảo. Nếu thân quyến lúc ấy biết làm sự cúng dường lớn, phát nguyện tụng kinh, niệm hồng danh Phật, tu tạo những cái nhân duyên phúc lành, thêm những nhân duyên khác như bố thí, như phóng sinh, nghe không? Rồi làm các cái việc từ thiện, cả nhà, con cháu, anh em chung nhau làm, khuyên nhau làm. Những cái nhân duyên phúc lành ấy thì sẽ giúp gì? Giúp cho người thân nhà mình, cái người lâm chung đó thoát khỏi chốn ác đạo. Chốn ác đạo, người ấy không bị đọa xuống địa ngục, không vào làm ngã quỷ, không đọa làm súc sinh, thoát khỏi chốn ác đạo. Có thể sẽ được sinh trở lại làm người, hoặc sinh lên trời, hoặc sinh làm các chư vị thần linh, ví dụ thế, ba đường lành. Đó. Và các cái ác quỷ, ác thần ấy sẽ lui tán
hết cả. Đấy nha, chúng ta nhậm để cho nhà mình khi lâm chung á, mà nó được lành. Cho nên chúng ta đi đến các cái đám tang á, có những cái đám tang mình đến á, rồi mình thấy nó rất là mệt mỏi, nhưng có những đám tang mình đến mình thấy nó bình thường. Cái đám tang mà nó không có được các chư vị chư thiên thiện thần người ta đến thì là ma quỷ nó đến. Mà đặc biệt nữa, có cái giống ma quỷ nó còn đến, gọi là nó hút tinh khí của người chết. Cái thân xác của người ta khi nó còn nóng á, nó có cái tinh khí, thì có cái loại quỷ nó ăn tinh khí, lúc nó sẽ đến, nó nhao vào, nó ăn, nó hút tinh khí của người chết. Nghe không? Còn lấy hết những cái tinh khí, cái dưỡng chất còn lại. Thế còn thầy còn nghe một vị nó kể, còn có một cái loại kỳ quỷ á, nó còn có thể nhập vào người chết. Cái người chết rồi nó nhập vào, làm cho sống trở lại. Mình vẫn gọi là quỷ nhập tràng đấy. À, nhập tràng, nó làm cho sống lại. Sống lại rồi nó ăn uống rất là ghê. Cái loại này nó vừa là quỷ mà là vừa quỷ đói. Đấy, thầy nghe một cái bác ở trong miền Nam, nó kể chính bác chứng kiến. Ông này á, bệnh viện đưa vào nhà xác, xong từ nhà xác chuyển về, tự nhiên ông sống lại. Sống lại tâm tính khác hẳn, không phải là ông ấy ngày xưa. Ăn rất là khỏe, ăn kinh khủng luôn, không có biết đói. Có khi ăn một lúc là mấy con gà, ăn rất là ghê. Thế ăn đâu được khoảng đó hơn tuần sau thì ông lăn ra ông chết. Thỏa mãn rồi, lăn ra chết. Khi chết một cái thì dòi bọ từ trong người ông, miệng nước chui ra, đầy hết cả, thối inh hết cả. Tức là ông đã thối một tuần nay rồi, mà nó vẫn dựng ở xác ông dậy để sống, để nó thụ hưởng cái con quỷ này này. Ừ, nó gọi là quỷ gì, trì thi đấy. Nó trì thi, nó giữ xác cho sống. Nó nhập vào, nó giữ cho xác sống. Đấy, khi mà ngã ra cái là dòi bọ từ trong miệng chui ra luôn, thối hết cả rồi, ruột gan thối hết rồi mà sao vẫn ăn. Thế vì cái con quỷ này nó đói khát, bây giờ nó thèm khát lắm, nó mượn xác ông này để về nó ăn cho nó thỏa mãn thôi. Đến khi xác nó thối rữa hết rồi, không làm gì được nữa, thì nó phải chịu, nó mới nhả ra đấy. Cho ông lăn ra một cái là dòi bọ từ miệng, từ hậu môn các chui ra nhúng nhúng hết cả, thối hoác hết cả. Đấy, chúng ta thấy có những cái loại quỷ như vậy. Kinh không? Thế rồi cũng có những trường hợp quỷ nó nhập vào, nó đòi cả ăn cả thịt người. Không phải không đâu, rất là ghê. Cái câu chuyện này này ở ngay mấy Phật tử vàng danh là biết đấy. Đó. Ghê lắm, tức là cái người cái chú này coi như đáng nhẽ là chết rồi đấy, nhưng mà nó nhập vào, nó mượn xác. Nó mượn xác để mà nó đòi ăn, nó ăn cả gà sống, bắt gà nó ăn. Đấy, câu chuyện thật đấy. Cái đám tang ấy là sư chùa mình phải đi đấy. Vậy đấy, nó quỷ nó nhập đấy, không thấy không? Cái chuyện quỷ nó nhập cái lúc ấy, lúc mà thần thức cái người chết thoát ra, cái quỷ nó nhập vào. Còn sống nó còn đủ lực, lực nó mạnh hơn, nó dựng cái xác trở lại sống tiếp để nó thụ hưởng. Đấy, cho nên chúng ta thấy cái lúc tranh chấp giữa cái sống cái chết rất nhiều chuyện xảy ra, rất nhiều chuyện. Cho nên đại chúng nhớ mình làm y theo pháp Phật để cho được đúng pháp, được lợi ích, nghe không? Chư thiên chư thần mới đến ủng hộ cho mình được. Mình làm theo tà pháp lung tung, lúc ấy là ma quỷ nó đến. Mà đấy, như trong kinh nói, trăm ngàn thứ ma quỷ ác thần nó đến, nó đến nó dụ dỗ, nó đến nó làm nhiều thứ, nghe không? Vậy thì mình phải y chính pháp mà làm. Đấy, đây có Phật tử ở Tuyên Quang này, không thế đấy. Cháu chết rồi, đến lúc là mời một thầy cúng, thầy pháp về cúng xong cái là cái con yêu tinh nó nhập vào nhà luôn. Nhập vào, nó nói rõ nó là yêu tinh, mắt xanh mắt đỏ, nói thẳng thế. Đấy, đấy chúng thấy sợ không? Nó theo ông thầy cúng nó vào. Thế Phật tử đang ở đây này, nay đang đấy. Nay ông thầy cúng nó vào, nó bảo thế nhà này không đuổi được nó đâu. Nó còn đòi bắt cả con chết rồi, còn đòi bắt cả mẹ nữa. Đấy, đại chúng thấy rất ghê. Yeah. Cho nên ông thầy cúng này thì ông về ông bắt mang cóc, mang gì đấy ra ngoài mồ mả chôn sống cóc để yểm các thứ, cóc mé yểm bùa lung tung hết cả. Thế thì ở đây thầy nói để đại chúng nhớ, chúng ta là đệ tử Phật, y theo chính pháp Phật dạy mà làm, và những điều đúng như kinh pháp Phật dạy, tránh được những cái nhân xấu,
gây cái nhân xấu thì cái quả xấu nó đến. Mình gây cái nhân tà thì ma tà nó đến, quỷ quái nó đến. Nghe chưa? Đấy, cho nên đây y như chỗ này này, đây đại chúng nghe này, như lời của Ngài Chủ Mạng Quỷ Vương, Ngài dạy chúng ta, thân quyến tập trung nhau vào làm sự cúng dường lớn, cả gia quyến tụng đọc tôn kinh của Phật, niệm danh hiệu Phật Bồ Tát, làm các cái sự phúc lành. Đấy, những cái nhân duyên này giúp cho xua đuổi được tà ma quỷ quái đi, giúp cho người thân nhà mình được siêu thoát lên, không bị sa đọa. Nha. Kính bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sinh lúc lâm chung nếu được nghe danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một vị Bồ Tát, hoặc nghe một câu, một bài kệ kinh điển Đại Thừa, con xem xét thấy hạng người ấy trừ năm tội vô gián cùng tội sát hại, những nghiệp ác nho nhỏ đáng lẽ phải sa đọa vào chốn ác đạo, liền được thoát khỏi tất cả. Ở đây Ngài Chủ Mạng Quỷ Vương nói, bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sinh lúc lâm chung nếu được nghe danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát, hoặc nghe một câu, một bài kệ của kinh điển Đại Thừa, con xem xét thấy hạng người ấy trừ năm tội vô gián cùng tội sát hại, năm tội vô gián và tội sát hại, những nghiệp ác nho nhỏ đáng lẽ phải xa vào chốn ác đạo, liền được thoát khỏi cả. Nè, ở đây Ngài Chủ Mạng Quỷ Vương, Ngài bạch với Phật rằng Ngài thấy bằng cái mắt của Ngài, Ngài soi thấy chúng sinh lúc lâm chung ấy, nếu mà được nghe danh hiệu của một Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát, hoặc nghe một câu kinh bài kệ của kinh điển Đại Thừa, thì trừ cái tội mà vô gián thôi, ngũ nghịch trọng tội, tội vô gián ấy, hay gọi là ngũ nghịch trọng tội đấy, nghe là gì? Giết cha, giết mẹ, phải không? Giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, đấy, làm thân Phật chảy máu, làm thân Phật chảy máu như là đập phá chùa tượng này, tượng Pháp này, đấy, xé tranh Phật, đập phá, xé với tâm ác đấy, đốt phá tranh Phật với ác tâm, rồi đập tượng Phật, chẻ tượng Phật ra. Đấy, cái năm cái tội này gọi là ngũ nghịch trọng tội, hay là đọa vào ngũ vô gián địa ngục. Đấy, vào vô gián nghĩa là vào cái địa ngục này, trong phần trước chúng ta đã nhớ đấy, vào địa ngục này là không bao giờ được ngừng nghỉ. Vô gián là không có gián đoạn, không gián cách, nghĩa là liên tục bị tra tấn, không có giây phút nào được ngừng nghỉ. Đấy, tội nhân ở trong tù chúng ta thì cũng lúc tra tấn thì có lúc thôi, vào tra tấn khi anh khai hết rồi thì người ta thôi. Còn ở đây là cái tội vào cái địa ngục vô gián này là suốt ngày suốt đêm không lúc nào ngừng tra tấn, không giãn cách, gọi là vô gián. Năm cái tội. Và tội sát hại nhé. Đấy, ở đây cùng tội sát hại, cái tội sát hại rất là nặng đấy, đại chúng nhớ nhỉ. Ngoài năm tội vô gián ra còn cái tội sát hại cũng rất là nặng. Ác tâm sát hại chúng sinh cũng rất nặng đây này. Còn những cái nghiệp ác nho nhỏ đáng lẽ phải xa vào chốn ác đạo thì liền được thoát khỏi cả. Cho nên ấy, người lâm chung được nghe danh hiệu Phật, được nghe kinh rất là quý. Ở đây thì nói cái phút lâm chung á, tất nhiên nói thế này không phải dễ, thưa đại chúng. Lúc chúng ta chưa lâm chung, ta nghe kinh được, ta nghe danh hiệu Phật được, nhưng vào cái giai đoạn gọi là lâm chung, cái lúc lâm chung đấy, cái lúc mà bắt đầu ngừng hơi thở, chưa phải chết hẳn đâu, tắt hơi thở chưa phải chết hẳn, lúc ấy là lúc lâm chung đấy, lúc ấy là cần từ nghiệp nó đến. Lúc ấy có nghe được danh hiệu Phật không? Lúc ấy có nghe được kinh Phật nữa không? Đấy, cho nên ở đây Ngài Chủ Mạng Quỷ Vương, Ngài nói thì nghe chúng ta thấy rất đơn giản, bảo ồ, đến lúc lâm chung cứ nghe được một danh hiệu Phật, thế thì đơn giản mà cần gì phải tu, nghe không? Cần gì phải tu, lúc ấy ai đến đọc chúc cho tôi, niệm cho tôi một tràng niệm Phật ấy, thoải mái, thừa sức để không bị đọa, nghe không? Còn bây giờ mình cứ sống cho thoải mái đi. Nhưng thưa đại chúng, đến lúc ấy không nghe được đâu, vô cùng khó. Lúc ấy có thể để cái loa ở cạnh tai mình mà niệm hồng danh Phật mà mình không nghe thấy gì, nghiệp nó che. Các quý Phật tử đã biết sức của ma, của nghiệp nó che rồi đấy. Nhiều người đi đường tỉnh táo thế mà ma nó nhiếp á, đấy, nó dẫn vào đường tàu, tàu chạy xình xịch như thế mà vẫn lao vào giữa đường tàu mà đi.
đấy mà còn đang khỏe đấy, chứ đừng nói là đến lúc mà lại thần hồn mờ mịt lâm chung, cần tử nghiệp nó đến mà bảo khó lắm. Cho nên lời Phật, lời các Bồ Tát này nói không có sai. Đến lúc lâm chung mà nghe được một danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, và nghe được một câu kinh, một bài kệ, thì người ấy các cái tội vừa vừa nho nhỏ là thoát hết, trừ năm tội vô gián, trừ cái tội sát hại, còn những cái tội khác là thoát. Thế nhưng mà chúng ta thấy khó đó, khó lắm, để đến lúc lâm chung mà nghe được khó lắm. Vậy thì chúng ta thôi, mình có chắc đến lúc lâm chung mình nghe được không? Vậy thì ngay từ bây giờ mình tranh thủ tu đi để lấy công đức, mình gọi là lấy tích lũy nghiệp lành. Trong cái nghiệp của mình nó có cái gọi là tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp là chúng ta bắt đầu sống cả một đời mình nên bắt đầu tu tạo tích lũy nghiệp đi. Nhờ cái lực của tích lũy nghiệp này á, nó giúp cho mình không bị đọa. Chứ còn bảo là cả đời cứ sống cho buông thả thoải mái rồi đợi đến lúc chết, đến lúc lâm chung cái đạo tràng đến niệm cho mấy chàng niệm Phật là thoát hết, thì không có chuyện ấy đâu. Ở đây không có đâu, thưa đại chúng. Cho nên chúng ta tu Phật phải hiểu kinh Phật và đừng chủ quan. Nghe không? Nhất là trong kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy đấy, vào đến lúc lâm chung mà niệm được 10 tiếng thôi, niệm được 10 danh hiệu Phật thì là được sinh về Cực Lạc. Nhưng mà cái lúc lâm chung có niệm được không? Làm sao niệm nổi 10 tiếng đấy? Mờ mịt thần hồn hết. Lúc ấy đấy, trăm ngàn ác quỷ nó đến nó che mờ hết, không còn thấy gì nữa mà niệm đâu. Đây này, Thầy nói các Phật tử cứ thí nghiệm ngay này, này. Bây giờ thử một ai mà đau ruột thừa, đang cái lúc đau cấp đấy, lúc ấy có nhớ niệm Phật không? Lúc ấy có tỉnh trí để mà minh định được cái gì không? Đau quằn, đau quại, vã mồ hôi ra, gào thét lên. Lúc ấy Phật không nhớ, chỉ nhớ rời ơi thôi. Ôi rời ơi, đau quá. Không nhớ Phật nữa. Nó cũng bảo Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát không được. Đây, nhưng mà Thầy nói đấy, thật đấy. Hay là ông Tào Tháo ông đuổi một cái là Thầy nói cuống cả kê lên cũng chẳng nhớ niệm được ai nữa đâu. Đây là đang sống, đang khỏe đấy nhé. Đừng nói đến lúc mà tứ đại phân ly, đất nước gió lửa nơi thân này nó phân ly, nó đau khủng khiếp, mê mờ hết cả tâm trí. Đây mấy cụ lớn tuổi, Thầy nói kinh nghiệm đấy, đang ngồi mà đứng dậy nó tê cái chân ấy. Khi nó đang bại tê chân này không nghĩ được cái gì cả, cái chân nó tê mà nó đờ hết cả thần kinh ra, không nghĩ được gì nữa. Nhưng đừng nói đến lúc chết, nó còn hơn như thế nhiều lần. Vậy thì bây giờ chúng ta phải lo mình tu ngay từ bây giờ này, chăm chỉ tu từ bây giờ. Nghe không? Thôi cố gắng tích lũy, con không thể đảm bảo đến lúc lâm chung con nghe được danh hiệu Phật hay là con niệm được 10 tiếng đâu. Thì cứ ngay từ bây giờ con chăm chỉ con tu, con tích cóp, tích lũy công đức, tích lũy nghiệp đấy, từ bây giờ. Đấy là cái chắc ăn nhất. Đừng ai trông chờ đến cái lúc lâm chung để rồi đạo tràng đến chợ niệm cho mình lúc ấy mình sẽ được vãng sinh hay là mình sẽ được thoát khỏi ba đường ác. Mình chờ cái lúc ấy khó lắm, cái chỗ ấy là không chắc đâu. Chắc nhất là còn khỏe, còn sống như này, tu hành ngay đi, không hẹn đấy. Chân có một thầy nói là tu hành không nên hẹn, hẹn đến tháng này, năm kia rồi tôi mới tu, cho các cháu nó lớn rồi con mới đi tu, mới học. Không có đâu, không nên hẹn thế, tu mau kẻo trễ mà. Nha. Tôi mong kiểu trễ nhé, đại chúng phải nhất trí nhất tâm như thế, chứ không để gay lắm đấy. Lúc này Đức Phật mới căn dặn, sau khi Ngài Chủ Mạng Quỷ Vương phát biểu ý kiến trước chúng hội, trình bày quan điểm của Ngài rất rõ, Ngài phụ trách về tuổi thọ của chúng ta đấy. Hôm nay là chính thức nha, Thầy cũng thay mặt Chủ Mạng Quỷ Vương để tuyên bố với đại chúng, ai muốn sống cho lành, chết cho lành, nghe không, thì hãy nghe lời của Chủ Mạng Quỷ Vương đây, nghe không, thực hành bắt đầu những điều Ngài chỉ dạy chúng ta. Ngài không phải là quỷ đâu, Ngài hiện thân quỷ thôi. Đây, cái đoạn cuối này Phật mới nói nè. Đức Phật bảo với Chủ Mạng Quỷ Vương rằng, ông vì có lòng đại từ nên có thể phát ra lời nguyện lớn ở trong sinh tử cứu độ chúng sinh như thế. Đức Phật khen, ông vì có lòng đại từ. Đại từ tức là cái lòng từ lớn, từ tức là đem niềm vui đến cho mọi người, ban vui cho mọi người, gọi là từ. Nên ông có thể phát ra cái lời nguyện lớn ở trong sinh tử cứu độ chúng sinh như thế. Ông phát nguyện, ông ở trong sinh tử, trong cái cõi
đau khổ này để ông độ chúng sinh như thế cũng không phải dễ đâu. Ông có cái lòng từ lớn lắm, cái lòng từ bi của ông lớn lắm mới thế được. Cái lòng thương yêu của ông đối với chúng sinh lớn lắm mới chịu thế được, chứ còn thì cái ông mà không có cái lòng thương yêu như thế thì ở vài chục năm, một kiếp hai kiếp là chán ngấy rồi. Thấy chúng sinh này nó ngang quá, bướng lười, bảo tu không chịu tu, nhân quả nhãn tiền như thế rồi mà cũng không sợ, nói mãi cũng thấy chán. Nhiều khi con mình nói mà nó dạy mãi không nghe hư, mình cũng chán, mình cũng đến bỏ. Thế mà các ngài không bỏ, ngài phải nói cái lòng từ của ngài rất lớn, biết rằng chúng sinh có cái loại nó ngang bướng đến như vậy, nó ngang vô cùng ngang. Cho nên chúng sinh ở cõi, nhất là cõi mình này, gọi là cõi Sa Bà này, ngang ngạnh, ương ngạnh khó giáo hóa, khó dạy dỗ lắm, chứ không phải thường đâu. Đó. Các Đức Phật khi gặp nhau thường hỏi han nhau đấy, thế ngài thân thể ít bệnh, ít não không? Chúng sinh ở đấy có cang cường không? Có dễ giáo hóa không? Các Phật hay hỏi thăm nhau thế. Nhớ ngài đấy. Nên chư Phật thì chỉ lấy cái công việc độ sinh làm chính thôi. Nhưng mà chúng sinh thuần thục, hiền lành, dễ giáo hóa, dễ nghe, dễ bảo thì rất là tốt, các ngài nhàn. Chúng sinh mà ương bướng là các ngài cũng nhọc, cũng vất vả. Thế thì cái ngài chủ mạng quỷ vương này, Đức Phật rất là tán thán. Ông có cái lòng từ lớn lắm, ông mới ở trong cái cõi sinh tử này để ông độ những cái chúng sinh này chứ. Như về trong đời sau này, có kẻ nam người nữ nào đến lúc mạng chung, ông chớ quên lãng lời nguyện trên đó, đều nên làm cho giải thoát mãi mãi được an vui. Đức Phật căn dặn ông ấy, ông nhớ nhé, bây giờ là ta còn hiện tiền á, ở đây ông nguyện cứu độ chúng sinh, thì ông nhớ sau này á, đến những cái kiếp sau này, có kẻ nam người nữ nào đến lúc mạng chung thì ông đừng quên cái lời nguyện trên, ông nên làm cho giải thoát mãi mãi cho chúng được an vui. Phật căn dặn ông ấy, giao nhiệm vụ cho ông ấy, nghe không? Tất nhiên cũng giống như là thầy giao nhiệm vụ cho các sư ông, các sư bác này. Thế nhưng mà đến để hướng dẫn các Phật tử tu học, nhưng tu học hay không là còn ở quyền các Phật tử. Các ông, các bác ấy làm hết lòng di rồi, nhưng mà các Phật tử không tu học thì cũng phải chịu. Phật giao phó trách nhiệm cho ông chủ mạng quỷ vương này đến cái thời này giúp chúng ta, nghe không? Thế nhưng mà chúng ta chẳng chịu tu, chúng ta thích đi chơi, chúng ta thích nhiều thứ hơn, nghe không? Thì ngài cũng chịu, biết làm nào. Chả nhẽ ngài này vào ngay xông vào nhà mình, ngài cấm mình à? Nó vào đấy, hôm nay TV nó chiếu phim Trường Kỳ hay lắm, chả nhẽ ngài dậy vào ngài bảo thôi tắt TV đi lên tụng kinh, không có đâu. Mình không, thầy nói là nhiều khi ở nhà đấy, vợ nói mình cũng không nghe, có khi bố mẹ nói cũng không nghe. Nè, thì chúng ta thấy, cho nên ở đây tuy rằng ngài được Phật phó chúc giao nhiệm vụ như thế, ngài cũng sẽ làm hết, nhưng mà vấn đề tu hay không vẫn là ở mình, ở chúng ta đấy. Chủ mạng quỷ vương bạch cùng Đức Phật rằng: kính xin Đức Thế Tôn chớ lo, trọn đời của con luôn luôn ủng hộ chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề, lúc sinh lúc tử đều làm cho họ được an vui. Chỉ trông mong các chúng sinh trong lúc sinh cùng lúc tử tin theo lời của con đã nói trên, thời đều giải thoát được lợi ích lớn. Đấy, tức là ông bảo Phật yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức, hết bổn phận của con. Nhưng mà con chỉ mong làm sao mà chúng sinh á, họ biết nghe lời, thì trong lúc sinh lúc tử họ tin theo lời của con thì đều sẽ được lợi ích lớn. Đấy, nghe không? Đấy, như hôm nay là đại chúng nghe rất là khổ tâm cho ngài chủ độc quỷ vương này. Ngài sẽ làm hết bổn phận đấy. Nên chúng ta chỉ là chúng ta làm tròn trách nhiệm của mình nữa thôi, như lời của ngài chỉ dạy. Wow, để nó thành tựu được sự việc gì nó phải có đủ nhân duyên. Ngài cố gắng mà chúng ta không cố gắng thì mới không đủ. Không được, không thành tựu được. Có phải không? Nè, ngài cố gắng hết sức rồi. Nhưng mà mình cũng không cố gắng. Ở đây thầy nói giống như là cái gì? Cái kênh truyền hình VTV1 nó phủ sóng bằng hết thì tôi cố gắng hết các nơi, nhưng mà còn cái TV nhà mình thôi là tầm tá tầm tít ấy, phải không? Mình chả sửa chữa gì cả, nó để nó dỉ xét hết tất cả, cột đăng ten dỉ hết chẳng hạn. Làm sao bắt được sóng của họ? Đấy là cố gắng phải ở phần mình.
Đài truyền hình nó phủ sóng bằng hết, nó phát tần số thật là mạnh, thật khỏe. Thế nhưng mà tivi nhà mình để cả mấy năm chả lau chùi, chả kiểm tra dây điện, dây cột anten gì cả, cứ để cho nó dỉ, nó hoen quẹn hết ra. Làm sao mà bắt được sóng đấy? Cũng thế đấy. Ngài chủ mạng Quý Vương, Ngài cũng sẽ làm hứa với Phật, con sẽ làm hết sức. Nhưng con phải trông mong cái chúng sinh này này. Nhưng chúng sinh này làm sao họ thật là tin lời con mà cố gắng làm theo, thì con đảm bảo là sẽ lúc sinh lúc tử đều sẽ tốt cả, sẽ tốt đẹp cả. Đấy nhá, chúng ta nhớ đấy, nhân có rồi, bây giờ chúng ta phải tu cái duyên cho nó đúng như thế nữa thì nó sẽ thành quả. Có nhân có duyên thì sẽ có kết quả rất là tốt đẹp. Nghe không? Đừng phụ cái lòng của Ngài chủ mạng Quỷ Vương, nghe không? Đừng phụ lòng của Ngài. Ngài tận lực hứa với Phật là Ngài sẽ làm. Đấy, nhưng còn chúng ta không làm thì Ngài cũng chẳng biết làm thế nào. Đấy. Tu hay không là ở mình, chứ Ngài cũng không thể đến bắt mình phải tu được. Mà ví dụ Ngài có đến bắt mình thì mình cũng tu cái thân thôi, chứ mình bắt chiếc thôi, chứ còn thì tâm mình nó không thèm tu. Nghe không? Ví dụ Ngài có hóa hiện ra đây, Ngài bảo ông phải làm cái này, ông làm kia thì làm, thì cũng làm. Bảo ông lên lễ Phật thì lên, thì lễ thì lễ, nhưng mà thân thì lễ Phật và tâm thì gì? Nghĩ tầm bậy tầm bạ. Vào, nghĩ ngày mai đi nhậu đâu cho nó ngon, như thế. Đâu có nghĩ đến cái tu đâu. Đấy, thế cho nên không ai bắt được tâm, cho nên cái việc tu này là phải quay, phải tự tâm thôi. Phật cũng không bắt mình tu được cơ mà. Nghe không? Cho nên đạo Phật chúng ta gọi là tự giác đấy, tự mình phải giác ngộ và tu hành đấy thôi. Phật, Bồ Tát, các thầy cũng chỉ là các cái duyên, trợ duyên cho mình. Mình phải tự giác mình mới tu được. Thế mà có các duyên đủ rồi nhưng mình không tự giác thì mình không tu. Không ai chui vào tâm mình để bắt mình tu được cả. Đại chúng thấy không nào? Đấy, cho nên Thầy cũng mong tất cả qua các bài pháp để nó chỉ là cái duyên, cái duyên. Wow. Bao giờ tự tâm mình phải giác ra, tự giác ra rồi lúc ấy tự mình tu mới được. Sóng anten rất là đầy xung quanh hết cả đấy. Nhưng mà cái cột anten nhà mình nó dỉ rồi, nó đứt đoạn dây rồi mà không sửa thì không bao giờ mà sóng nào vào được cả. Thấy không? Thế chúng ta phải sửa mình, sửa chính mình, tự giác mình. Nhá. Nên Thầy vẫn nói Phật Bồ Tát ấy, phủ hết cái lòng từ khắp cả mười phương. Nhưng mà chúng sinh không nhận được vì chúng sinh toàn dỉ sát hết rồi, hoen quẹn hết đấy. Không thể làm tiếp nhận được. Thế chúng ta phải sửa mình, phải lau chùi mình, phải thanh tẩy mình cho nó được thanh tịnh. Lúc ấy chúng ta mới thấy được cái lợi lạc của Phật Pháp. Nghe không? Cái đó là cái chân thật đấy. Y như Ngài, chủ mạng Quỷ Vương Ngài nói, con thì con dốc lòng con làm hết sức đấy. Phật đã thọ ký cho con như thế, giao nhiệm vụ cho con như thế, con sẽ dốc sức con làm. Nhưng con chỉ trông mong cái chúng sinh này nè, tất cả chúng sinh này làm sao mà nó biết nghe lời con. Thì nhất khoát là lúc sinh, lúc tử đều là tốt cả. Nên chúng ta thấy sinh mà an lạc, chết cũng bình an thì có sướng không? Ai cũng mong thế thôi. Sống cuộc đời bình an, sinh tử bình an là sướng rồi. Đừng có ai sinh tử mà nó bất an và những cái bất đắc nó xảy ra. Chẳng ai muốn thế cả, chẳng ai chết muốn chết tai chết nạn, chẳng ai muốn chết đau đớn, chẳng ai muốn chết mà nó không được lành lặn. Ai cũng muốn chết bình an, cái đó là ai cũng muốn. Nên muốn bình an thế phải theo lời Ngài mà tu. Bây giờ Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, lúc ấy Phật mới nói với Địa Tạng Bồ Tát, trong cái chúng hội đông lắm, đại chúng đấy, nghe từ đầu kinh Địa Tạng giờ một cái chúng hội đông chưa từng thấy ở trên cung trời Đao Lợi thuyết pháp đông vô cùng. Ngài bảo mấy Địa Tạng Bồ Tát rằng, này Địa Tạng Bồ Tát, vị Đại Quỷ Vương cai quản về tuổi thọ của mọi người đây đã từng trải qua trăm ngàn đời làm vị Quỷ Vương, ủng hộ chúng sinh trong lúc sinh cùng khi tử. Lúc ấy Phật nói với Địa Tạng và đại chúng, nói với tất cả đại chúng, các Bồ Tát, các vị trời, các vị thần, các vị vua chúa Quỷ Vương, tất cả Ngài nói. Cái vị Quỷ Vương này này, cái ông chủ mạng Quỷ Vương này, ông cai quản tuổi thọ của mọi người ấy, ông này đã từng trải qua trăm ngàn đời làm vị Quỷ Vương, ủng hộ chúng sinh trong lúc sinh cùng lúc tử. Ông nhiều đời, nhiều kiếp, trăm ngàn đời, rất là nhiều. Ông làm Quỷ Vương đấy.
Ông ủng hộ, ông tình nguyện, ông làm quỷ vương để ông ủng hộ lúc sinh, lúc tử. Đó là bậc Bồ Tát Đại Sĩ. Bây giờ mới lộ chân tướng của Ngài ra. Phật mới nói, cái ông này ông không phải quỷ đâu. Ông hiện tướng là quỷ đấy, chứ ông không phải quỷ đâu. Ông ấy là một Bồ Tát Đại Sĩ, tức là Đại Bồ Tát. Vì lòng đại từ bi mà phát nguyện hiện thân làm đại quỷ vương, chớ thiệt không phải là quỷ. Thấy không? Thấy không? Cho nên thấy rất nhiều Bồ Tát hiện làm quỷ để mà độ. Đấy, ở đây thì Phật mới lấy cái lý lịch, lấy lại lý lịch cho Ngài chuẩn đấy, lý lịch chuẩn của Ngài là đây là ông Đại Bồ Tát đấy, chứ không phải quỷ đâu. Ông này Đại Bồ Tát vì cái lòng đại từ bi mà phát nguyện hiện thân làm quỷ vương, chứ thật thì không phải là quỷ. Quá 170 kiếp sau, tức là từ thời Đức Phật, sau 170 kiếp, ở đây nói là kiếp, không phải là kiếp con người đâu, cái kiếp của thế giới mình này này, ông ta sẽ được thành Phật, hiệu là Vô Tướng Như Lai. Qua 170 kiếp nữa, cái ông quỷ vương này, chủ mạng quỷ vương này, ông sẽ chứng thành quả Phật, hiệu là Vô Tướng Như Lai. Vô tướng tức là không có hình tướng. Nghe không? Là Đức Phật mà vô tướng, không thấy hình tướng được, bằng mắt thường không nhìn thấy được, phải là mắt tâm mới thấy được Ngài. Kiếp đó tên là An Lạc. Cái kiếp của Ngài, Ngài làm Phật, cái kiếp của Ngài được tên là kiếp An Lạc, kiếp ý rất an lạc. Đấy, tại sao kiếp của Ngài được tên là An Lạc? Vì cả bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu kiếp, Ngài tận tâm phục vụ chúng sinh, lo cho chúng sinh từ lúc sinh đến lúc tử. Như thế, mong cho chúng sinh được an lạc, thì sau này cái cõi của Ngài, cái kiếp của Ngài nó sẽ được tên là An Lạc. Đấy, các Phật tử đến chùa cũng thế, cứ chăm chỉ đến chùa, quét chùa cho sạch, thì mai mốt sau này nhất khoát thì nói chứ sinh về chỗ nào chỗ ấy cũng sạch trơn, vào rất sạch sẽ. Ví dụ sinh về Singapore chẳng hạn, sạch bóng, đường phố không có bẩn. Ví dụ thế, sinh về Mỹ chẳng hạn thì nói biết thế, sinh vào những chỗ rất là sạch, chăm nó đến chùa gánh nước vào cho chúng tăng chẳng hạn. Kiếp sau mình sinh về đâu là nước cũng thoải mái, không bao giờ bị thiếu nước, không bị hạn hán như Ninh Thuận hay là như ở mấy nơi đấy, khô khan hết cả nước. Đấy là do cái nghiệp duyên của mình vào cái phước duyên mỗi người mỗi khác. Đấy, thưa đại chúng, cái nhân quả như vậy đó. Thế thì Ngài chủ mạng quỷ vương này bao nhiêu kiếp Ngài cứ lo cầu cái sự an lạc lúc sinh lúc tử cho chúng sinh, cho nên bây giờ khi Ngài thành Phật, cái kiếp của Ngài được tên là An Lạc. Cõi nước của Ngài cũng thế, tất cả mọi sự rất an lạc. Cõi nước tên là Tịnh Trụ, thọ mạng của Đức Phật đó đến số kiếp không thể tính được. Đức Phật đấy thọ mạng rất là dài, số kiếp không thể tính đếm được. Này Địa Tạng Bồ Tát, những sự của vị Đại Quỷ Vương đó không thể nghĩ bàn. Như thế, hàng trời cùng người được vị ấy độ thoát cũng đến số không thể hạn lượng, không thể tính được. Đại chúng biết rằng cái ông chủ mạng quỷ vương này, ông làm được bao nhiêu việc phúc lành, ông độ số người không biết bao nhiêu người, không thể tính đếm được. Việc làm của ông không ai nghĩ bàn được. Đấy, cho nên thưa đại chúng, quỷ mà là Bồ Tát, có những người rất là xấu xí nhưng mà người ta là Bồ Tát, là tâm Bồ Tát đấy. Không phải đẹp cũng đã là Bồ Tát đâu, nghe không? Thân tướng người ta xấu xí nhưng mà là Bồ Tát. Giống như cái ông hộ pháp bên này chùa mình này này, trông ông gớm không? Lông mày xếch ngược lên, rất dữ, rất ghê. Nhưng ông cũng là Bồ Tát đấy. Đấy. Tại vì sao? Nhiều khi ở đây thì nói, cứ lúc nào cũng Bồ Tát hiền từ không, cũng không độ được. Phải có những cái ông như thế, mắt trợn ngược lên như thế, nhẹ nanh ra như thế mới độ được. Có những chúng sinh phải thế mới nghe, đúng không? Chứ Thầy nói cứ hiền hiền nên nhiều khi không nghe đâu. Cho nên các vị Bồ Tát nhiều khi phải hiện làm quỷ, chúng sinh thì nhiều khi chỉ sợ quỷ thôi. Còn chứ các Bồ Tát trông hiền từ thế kia không sợ. Cho nên là các Ngài phải hiện làm quỷ để chấp nhận thân hình mình xấu xa để mà độ cho những cái chúng sinh mà nó ngang bướng. Nghe? Nói vui, chúng ta ở nhà nhiều khi cũng phải hiện đấy chứ, hiện thân đấy. Thực ra bố thì rất là hiền thôi, nhưng mà thấy con hư thì cũng phải
mắt trở nên bặm môi vào, trông nó khác cái tướng đi, mặt phải cho nó tía lên, thế lúc ấy nó mới sợ chứ. Không thì lúc nào bố cũng cứ hiền từ, không nghe. Đấy, thế lúc ấy là mình hiện đang hiện tướng quỷ đấy. Hiện tướng quỷ mà để độ cho con mình cho nó ngoan. Chứ không thì không, thì lúc nào cũng cứ hiền từ thì nó không độ được nó. Nghe không? Thì các Phật Bồ Tát cũng thế đấy. Nhưng chúng ta thấy các ngài phải chấp nhận làm kiếp quỷ bao nhiêu kiếp. Cứ thế lăn lộn để mà độ chúng sinh thì các ngài phải nhẫn vô cùng nhẫn đấy chứ. Rất là nhẫn. Nhẫn mà không thấy nhẫn, các ngài nhẫn mà không nhẫn à, mới độ được chúng ta. Cho nên ấy, tất cả chư Phật Bồ Tát có một cái đại sự, một cái công nghiệp rất lớn, đó là làm tất cả mọi chuyện để độ chúng sinh. Hay là em nói đấy, Phật Bồ Tát làm mọi chuyện để độ chúng ta. Chúng ta phải tin điều đó. Phật rất nhiều, Bồ Tát rất nhiều, Thánh Hiền rất nhiều. Các ngài có mỗi một cái việc, bây giờ các ngài việc mình xong rồi, giờ lo độ chúng sinh, lo độ người, làm mọi việc để độ chúng ta. Ở đây Thầy nói mọi cái các ngài biết hết, biết dùng cái gì để độ. Nhiều khi đấy, trước Thầy đã kể câu chuyện mà có những vị Bồ Tát phải đốt cung trời của mấy ông trời, mấy bà tiên, mấy ông trời, mấy bà tiên trên suốt ngày ăn chơi. Ở trên cõi trời thì cái phước báu người ta rất sướng, không phải làm cũng có ăn, mà ăn thì toàn thứ ăn ngon, cảnh thì toàn thứ cảnh đẹp thôi. Ở trên ấy, đấy cho nên ngài Mục Kiều Liên đi lên để hỏi cái ông Kỳ Bà xem là cái đứa đệ tử nó ốm nặng này chữa bệnh như thế nào. Ông Kỳ Bà ngày xưa lúc ở trần gian, ông là ông thầy thuốc chữa bệnh cho Phật, chữa bệnh cho tăng đoàn rất giỏi, có thể gọi là ông thần y. Khi ông chết thì ông có phước được sinh lên trên cõi trời, lên con trời. Thế thì lúc cái ngài Mục Kiều Liên có đứa đệ tử nó ốm nặng quá mà cho uống các loại thuốc không hết, không biết thế nào. Bây giờ ngài thôi phải lên trời để hỏi cái ông Kỳ Bà này xem nó uống thuốc gì. Ngài vận thần thông, ngài bay lên thì thấy ông thấy cái xe ngựa tứ mã của ông Kỳ Bà nó phóng vụt qua trước mặt. Thế mà thấy ông Kỳ Bà nó cũng chỉ liếc mắt nhìn ngài Mục Kiều Liên tí xong đi ngay. Thế thì ngài Mục Kiều Liên ngài dùng thần thông ngài chặn cái xe ngựa ấy lại. Chặn xe ngựa lại thì lúc cái ông Kỳ Bà này ông phải xuống xe, lom khom chạy ra lại ngài Mục Kiều Liên. Bạch thầy, thế thầy lên trên trời để làm gì đấy? Bảo ta lên trời để hỏi ông đấy, xem là cái bệnh, cái thằng đệ tử nó bị bệnh này thì uống thuốc gì. Thế nhưng mà ông rất là hỗn, ngày xưa ở dưới trần gian là ta dạy cho ông tu học mà. Thế mà sao ông lên đây ông nhìn thế nào, ông chỉ liếc cái rồi ông lại chạy đi. Ông thế là cũng hư đấy. Quả ông thế, thì ông bảo con sám hối thầy, sám hối tôn giả. Quả thật đấy, bạch thầy trên này nó vui quá, con cũng đang đi du hí, đi chơi hội đấy. Bên này nó vui đến nỗi là nhìn bên đông là quên mất bên tây, nhìn sang bên đông này là quên mất bên tây. Bên đông nó cũng vui quá, nhìn vào là dính mắt vào đấy là quên mất bên này, thế nhìn bên tây lại quên mất bên đông. Nhưng mà thầy ông giống như trên, thầy hay nói vui nhà mình mà bốn phía tường để treo bốn cái tivi thật to, mà tivi cái chỗ này ấy là nó chiếu cái cảnh ví dụ như là xiếc, xiếc đặc biệt. Đấy, bên này là bóng đá quốc tế ví dụ thế. Thế bên này thì lại là thi hoa hậu chẳng hạn. Ôi rồi thế là nhìn bên nào là quên mất bên kia, in trên trời như thế. Thế ông này ông bảo bạch thầy tôn giả, bạch thầy con lên đây nó vui quá, cứ mãi đi chơi thì nhìn thấy thầy con cũng biết là thầy đấy, cho con liếc một tí thế là được rồi. Đấy, nhưng mà thầy thông cảm, nó vui quá. Thế ông bảo ông cứ vui như thế thì các ông lại sẽ đọa xem. Thế thì ông mới bảo là thế thì cái đứa đệ tử của thầy là nó bị làm sao mà nó bị như thế như thế. Thế ông bảo thôi thế thì cứ bảo nó nhịn ăn một thời gian là nó hết bệnh, nhịn ăn tuyệt thực đi là hết bệnh đấy. Thế thì ngày Mục Kiều Liên về, ngày mới dạy đứa đệ tử nó nhịn ăn mấy bữa thế là nó hết bệnh đấy. Thưa đại chúng, cái phép mà tuyệt thực chữa bệnh về sau là từ cái câu chuyện này mà ra. Đấy thì nó vui, cho nên là các vị Bồ Tát thấy các vị chư thiên này vui quá, cứ ham chơi, chả lo tu hành gì cả, cứ ăn xong rồi đi chơi, rồi hái hoa, rồi hái đào, rồi hát, rồi ca, rồi múa, rồi xem núi, xem non, xem mây, xem gió. Các ngài Bồ Tát là thương quá, nghĩ các ông này chơi thế này rồi sẽ có ngày hết phước để đọa. Trên các ngài dùng lửa tam muội đốt hết cung điện của các mấy ông trời, cháy đùng đùng hết cả. Thế là mấy ông này sợ, lúc ấy bắt đầu về mới lo tu. Đấy, thế thì chúng ta thấy đốt nhà người ta mà lại là tốt đấy chứ, mà giúp cho người ta tu đấy chứ. Thế mình không biết, mình bảo giờ tai họa, nhưng tai họa mà tỉnh ra mà tu thì cũng lại là tốt.
Cho nên các Phật tử chúng ta nếu gặp tai họa nhé, gặp tai họa mà để giúp cho mình biết đi chùa, biết nghe Pháp, biết tu hành thì đấy lại vẫn cảm ơn cái tai họa đấy, vẫn là tốt. Nếu chồng... đấy là cái chuyện đấy. Cho nên Thầy nói chưa biết chừng đấy là Bồ Tát đang hộ mình đấy. Chưa biết chừng. Có những cái nhân duyên như thế thì mình mới biết. Quay về, về tu tập, quay về Phật Pháp. Cho nên có cái câu gọi là nhân bất phùng nạn, bất hồi đầu. Người đời không gặp nạn, không gặp hoạn nạn, không biết quay đầu. Nếu chúng ta mọi bề đều hanh thông, thăng tiến, khó quay lắm. Làm ăn nó cứ lên vù vù thì làm sao mà nghĩ đến chuyện đi học, đi chùa, đi tu, tiền nó cả đống tiền lời như thế kia làm sao bỏ được. Phải không? Công danh thì nó cứ lên vun vút như thế. Làm sao mà không có trắc trở gì thì làm sao mà nghĩ đến đi chùa, đến nghe kinh, nghe Pháp. Gia đình nó mọi cái nó cứ êm ấm thuận hòa hết ấy. Phải không? Cứ suốt ngày vui vẻ úy thì làm sao đi chùa. Đấy, nó cũng phải có trục trặc, nó có chuyện này chuyện kia, lúc ấy bắt đầu mới nghĩ chuyện đi chùa. Mới được nghe giáo Pháp Phật thế chứ. Cho nên đại chúng ấy, ở đây Thầy nói tất cả nhân gì, duyên gì mà giúp cho chúng ta tỉnh ngộ, quay về Phật Pháp, về chính Pháp đều cảm ơn. Đấy đều là duyên lành. Chưa biết chừng đấy là nhân duyên mà Phật Bồ Tát đang tạo duyên cho mình, gia duyên cho mình để cho mình được tu học đấy. Nhá. Thì đại chúng hãy cảm ơn Tam Bảo, cảm ơn các vị Bồ Tát. Nhá. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta dừng ở đây hết cái phẩm này để tới sang tiếp cái phẩm tiếp theo. Toàn thể đại chúng chắp tay hồi hướng.